các bạn chú ý lên bảng ha. Như vậy với cái yêu cầu là thiết kế một cái poster quảng cáo thì đối với chúng ta hiện nay chúng ta học chưa nhiều, học chưa nhiều, thành ra thầy yêu cầu các bạn là chỉ cần làm lại thôi những cái gì mà người ta đã thiết kế. Như vậy chúng ta sẽ lấy cái file này làm file mẫu nè. Như vậy với cái nền mà chúng ta thấy ở phía sau nó có hiệu ứng đèn, thì với cái sân bóng đá mà chúng ta đã tìm được thì cũng khá là đẹp, cho nên là chúng ta không cần xử lý thêm về phía sau phòng này nữa, mà chúng ta chỉ cần ghép hai cái cầu thủ vô và chúng ta đưa chữ vào. Như vậy với chữ này bình thường các bạn chỉ cần gõ chữ là được, và các bạn click chuột phải chọn planning option thôi, thì tí nữa thầy sẽ hướng dẫn thêm. Và cái logo thì tùy các bạn, các bạn có thể tìm bất kỳ một cái nhà tài trợ nào đó cho cái giải bóng đá này, bạn lấy một cái logo nào bất kỳ và chúng ta xử lý cái phần này. Nói chung là những cái công cụ cơ bản, còn để có một cái poster đẹp thì chúng ta chưa có đặt nặng lắm, chủ yếu là chúng ta sử dụng công cụ thôi. Như vậy tạm thời thầy sử dụng cái này làm cái hình mẫu cho chúng ta. Và các bạn lên mạng các bạn có thể search được poster quảng cáo bóng đá thì nó sẽ cho ra rất nhiều poster đẹp mà chúng ta có thể tham khảo thêm. Ví dụ ở đây đấy, nhiều lắm các bạn. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu lấy hai cái đối tượng là hai cầu thủ mà đề đã cho để chúng ta ghép vô cái sân vận động mà chúng ta mới tải được. Như vậy lấy đối tượng này, chúng ta hôm trước đã học công cụ gì rồi? Ở đây lúc nãy có một cái câu nè, dùng cái phím nóng để mà chuyển nhanh chế độ hand là bàn tay á. À, một bạn thì nói chữ H là đúng, chuyển về chế độ hand, nhưng mà cái này không phải là nhanh, cái này là chuyển thẳng về chế độ là bàn tay luôn, không phải hand, không phải nhanh nữa. Nếu như bây giờ bạn đang chọn một công cụ khác, ví dụ như là công cụ M là Machin, để bạn vẽ hình chọn là vùng chữ nhật mà bạn muốn chuyển nhanh thì bạn nhấn spacebar thả ra là nó quay trở lại công cụ chọn rồi, không cần phải chọn lại một lần nữa. Chứ còn nếu trong trường hợp này mà bạn chọn chữ H xong rồi bạn di chuyển xong, bạn phải di chuyển lại chọn lại chữ M lần nữa, nhiều khi chúng ta quên, chúng ta rất là mất công. Hoặc là các bạn đang vẽ đi, ví dụ như là các bạn đang dùng công cụ vẽ nè, bạn vẽ đến đây zoom lên nha, rồi thầy vẽ bàn tay. Rồi thầy vẽ đến đây, bây giờ khuất rồi sao? Nhấn spacebar xuống, kéo, thả space ra, thả cái phím spacebar ra và vẽ tiếp. Như vậy người ta mới gọi là nhanh. Thì ra lúc nãy các bạn chọn câu đó đúng hay sai? Sai đó. Tại vì giờ chúng ta chưa có quen với cái cách dùng. Bây giờ giả sử là chúng ta đang vẽ đến đây mà mỏi tay quá làm sao? Hả? À thì bỏ tay ra, vẽ được chuyện đó thôi, vẽ tiếp, nhấn phím gì? Shift, lại vẽ tiếp từ trong này ra, mình nhấn shift thôi rồi mình thả. Trong trường hợp mà mình không vẽ kịp đó thì mình nhấn shift để vẽ tiếp thôi. Đó, được chưa? Như vậy là mình đã vẽ thêm phần nữa rồi nè. Và nếu như các bạn vẽ bằng tay như thế đó thì các bạn vẽ rất là mệt, vẽ rất là mệt. Chúng ta có thể dùng công cụ khác bằng cách là vẽ theo cái đường biên. Và vẽ theo đường biên này thì nó cũng không có chủ động lắm. Rồi, cho nên thường những người mà người ta làm xử lý ảnh á thì người ta lại dùng công cụ này, polygon. Các bạn thấy có vẻ gì đó mâu thuẫn không? Công cụ này dùng để vẽ gì? Vẽ đường thẳng. Mà thầy hướng dẫn các bạn là để vẽ cái người này. Người này có đường thẳng không? Không.
bất kỳ chỗ nào cũng gần như là công. Mà người ta thường hay vẽ như thế này, người ta click điểm rất nhỏ, một cái đoạn rất nhỏ đi theo đối tượng luôn, và những cái đường nhỏ là đường thẳng thì nó trở thành đường cong. Và tại sao người ta chọn công cụ này? Lý do là chúng ta click chuột và chúng ta thả, chúng ta không cần giữ chuột và chúng ta cứ men theo cái đường biên của nó, và chúng ta chọn như vậy nó lại nhanh. Và khi mà chúng ta chọn xong đối tượng này rồi, thì các bạn sẽ sử dụng một cái công cụ cho chúng ta làm mịn cái đường biên. Đó, chọn theo. Ủa đến đâu rồi đây? Ok. Nếu mà chọn phạm vô thì chúng ta nhấn delete để bỏ cái nốt. Ok. Bỏ cái nốt phía trước. Đó, các bạn cứ kéo chuột mà thấy nó hợp lý thì các bạn click để thêm điểm. Còn nếu mà nó không hợp lý thì chúng ta lui lại tí xíu. Rồi, chịu khó để thầy chọn cho xong cái cầu thủ này luôn nha. Chọn giày đinh luôn. Dù rằng cái này các bạn click chuột hơi nhiều nhưng mà các bạn chọn rất là thoải mái, thì cái tay của các bạn nó sẽ thả ra và chúng ta không cần phải gồng. Bởi vì nếu như các bạn mà dùng các công cụ khác á, là các bạn phải gồng cái tay của mình giữ chuột liên tục. Còn với công cụ này là các bạn không cần giữ, cứ click xong thả. Đó, cứ đi theo cái đường biên của nó. Ở phía trên này nó chi tiết hơn thì các bạn click chuột nhiều tí xíu để cho cái đoạn mà các bạn kéo đi nó ngắn thôi. Rồi, sắp xong rồi.
Rồi, ok. Bây giờ các bạn sẽ dùng công cụ nè. Các bạn sẽ vào trong phần Select Modify. Thì trong này thầy sẽ giới thiệu luôn 5 cái công cụ trong này. Thứ nhất là Border, là chúng ta sẽ làm một cái vùng biên, tạo thành vùng biên. Smooth là làm cho nó nhuyễn đi. Thì cái mà chúng ta đang cần là Smooth. Chúng ta chọn khoảng 3, cho các cái đường biên mà chúng ta vẽ lúc nãy nó bị gãy á, ở ngay những cái điểm cắt á, thì bây giờ nó sẽ mịn nè, nó mịn đường biên, nó không thấy cái điểm gãy nữa. Trước nè, Ctrl Z. Đó, các bạn thấy là cái đường biên của chúng ta nó bị gãy, thì sẽ chọn là Select Modify Smooth, chọn khoảng 3, làm đường biên này nó mịn lại. Ctrl C. Và chúng ta sẽ mở cái file mà chúng ta tải lúc nãy về đó. Desktop. Nãy chúng ta lưu ở đâu? Desktop. Nãy hình mình lưu đâu ta? Cell S Download bài lắp 1.3. Download lắp 1.3. Rồi mở cái file này ra, dán vô đây. Ctrl T. Các bạn Ctrl T để cho nó hiển thị cái thanh transform này lên, và các bạn có thể kéo nhỏ lại. Được chưa? Đó là cầu thủ đầu tiên. Tương tự như vậy, chúng ta có thể kết hợp copy cầu thủ này qua, copy trái bóng qua. Trái bóng hôm trước chúng ta chọn bằng công cụ gì? À, dùng hình tròn để chúng ta copy. Thì chúng ta không cần phải vẽ cái thước giống như thầy chỉ nữa. Ví dụ bình thường chúng ta sẽ vẽ cái thước ở đây nè, cho nó dễ chọn. Chọn từ góc trên bên trái này xuống đây. Như vậy các bạn đã chọn được cái banh rồi. Bây giờ các bạn không cần đến cái này luôn. Mình cứ vẽ từ trên xuống. Nếu mà nó thiếu nè, thiếu phần trên nè, nhấn spacebar, đẩy cái vùng chọn lên. Đấy, như vậy là các bạn đã điều chỉnh được cái vùng chọn và chúng ta không cần phải dùng thước gì cả. Đấy, đó là chúng ta cắt ghép. Được chưa? Và các bạn có thể sử dụng test để các bạn gõ vô đây. Test. Thì khi các bạn click chữ T và click chuột vô thì tự động nó sẽ tạo ra một cái layer test. Ở dưới chú ý đi. Tạo ra một layer test và chúng ta có thể gõ bất kỳ cái gì vô đây. Với cái font là chúng ta đã học, giống như là học ở bên tin học cơ sở hoặc là tin học văn phòng. Chúng ta sẽ chọn test font chữ và chúng ta gõ vô. Ví dụ chúng ta chọn vô là giải bóng đá. Gõ tiếng Việt không được, chúng ta xem lại. Kiểu gõ Unicode. Rồi, trong trường hợp này, nếu trường hợp mà mình gõ không được á, thì mình sẽ kiểm tra lại cái bộ gõ tiếng Việt của mình. Chữ lớn quá, cho chữ nhỏ lại. Rồi, các bạn cho cái test ở đây. Màu của test thì khi mà chúng ta chọn vô chữ T lại
thì nó cho chúng ta chọn màu của text. Bây giờ chúng ta chọn màu text là màu gì thì chúng ta có thể chọn ở đây. Ví dụ gối này này thì chúng ta chọn màu gì là hợp lý? Gối màu này là xanh này, chọn là màu gì? Download lab. Được chưa? Với bình thường thì nếu chỗ này nền xanh mà chữ xanh giải bóng đá này, nếu người ta chỉ chọn màu xanh và chữ xanh thì nó không có nổi. Nhưng nó nhờ cái gì? Nhờ cái biên màu đen nè các bạn. Cái biên màu đen nè thì cái chữ này nó mới nổi. Chữ Việt này cũng vậy, nó là chữ màu vàng và nó có thêm cái biên màu xám. Đó, chủ yếu là chúng ta chọn cái phần stop của cái chữ. Các bạn giả sử chỗ này các bạn chọn cái này mà màu xanh giải bóng đá, chúng ta cho nó nhỏ vô tí xíu. Chúng ta chọn màu xanh đậm đi, rất là mờ đúng không? Nhưng nếu mà các bạn sẽ thêm vô click chuột phải, chọn cleaning option, bạn chọn stop cho thầy, màu của nó là màu trắng, chọn lại là 2 hoặc là 1. Đấy, như vậy các bạn thấy là cái chữ của chúng ta nó sẽ nổi hơn. Rồi sau đó chúng ta sẽ chỉnh dần, chỉnh cái màu của chữ. Thay vì xanh đậm thì chúng ta cho xanh nó nhạt hơn tí xíu. Đấy, hoặc là các bạn sẽ cho về đỏ. Được chưa? Tùy các bạn chọn màu. Như vậy các bạn kết hợp vô. Với phần này thầy không yêu cầu các bạn sử dụng các cái hiệu ứng nhiều, chủ yếu là các bạn ghép thôi. Còn nếu có thì các bạn sử dụng click chuột phải, chọn blending option, bạn chọn các cái hiệu ứng trong này là chính thôi. Ví dụ chữ bạn cho nó nổi lên, chọn PV Embo, bạn chọn cho nó nổi chữ lên. Đó, chữ nổi lên. Được chưa? Và các bạn có quyền sáng tạo một cái poster cho riêng mình. Và đó là kết quả trong cái buổi ngày hôm nay. Và các bạn có thể lấy bất kỳ một cái logo nào. Ví dụ các bạn chọn bất kỳ một cái logo. Đó. Ví dụ bạn chọn logo bạn thả vô. Cần chân T. Logo thường mình đặt một góc. Rồi chữ. Bây giờ đến một ví dụ cho các bạn chọn nhanh đối tượng nè. Khi mà chúng ta chọn ở đây thì có phải là cái chữ giải bóng đá này chúng ta phải di chuyển đi tí xíu không? Bởi vì nó trùng với logo nè. Cho nên các bạn có thể chọn bằng cách là các bạn click chuột ở bên cái bảng layer để các bạn chọn. Cách thứ hai là các bạn ở bất kỳ layer nào, nhưng lúc các bạn click chuột thì các bạn nhấn Ctrl, các bạn click chuột vô một layer bất kỳ mà chúng ta nhìn thấy thì layer đó được chọn. Ví dụ đây, Ctrl click chuột vô thì layer này sẽ được chọn. Ctrl click chuột vô quả bóng thì quả bóng được chọn. Ctrl click chuột vô cầu thủ được chọn. Layer bên này các bạn nhìn thấy nè. Thấy chưa? Như vậy chúng ta sẽ chọn nhanh từng đối tượng để chúng ta xử lý. Được chưa nào?